Boom. Thank you.
got him. Các cửa hàng bán dược phẩm khi thấy khách hàng đến mua thuốc mà có các biểu hiện như trên phải thực hiện kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thay mặt Ủy ban Nhân dân phường Thanh Hà dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hà, Hội đồng Nhân dân phường Thanh Hà đã tổ chức các hoạt động nhận thôn đôn đốc các thôn đôn đốc các nam thanh niên của thôn mình được trao phụ trách đến tập trung kiểm tra. Các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn cùng các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân đứng đồng viên các công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.